Sư cho con hỏi, tượng Phật con thấy có ghi tên người lập, vậy con lạy Phật là lạy giùm người đó phải không sư? Nhưng lúc con cúng dường, à rồi thôi trả trả lời câu trước này đi đấy, rồi sư trả lời đi. Ê, thưa quý vị đó, thứ nhất á, là mình tùy cái chủ ý của cái người mà họ khắc tên họ lên tượng á, mà họ có phước hay có tội nha. À, thí dụ như họ khắc tên họ lên á, mà họ có suy nghĩ là ai mà lại cái tượng là nó của tôi cũng lại ké tôi đó, à, có cái tên tôi mà lại ké tôi đó, là cái đó là tội đó nha, cái đó mang nghiệp chết luôn á. À, và mình khi mình khắc tên mình lên tượng á, coi chừng cái bản ngã nha, xin nói thiệt, trừ khi á, cái bên mà nhận á họ quý quá thì họ làm cái bản công đức, rồi họ làm cái bản tên họ khắc lên, họ để đó để giống như có cái lòng tri ân á thì sư không nói. Còn nếu như mà mình tự ý mình khắc lên, nó giống như là mình đang tô cái bản ngã của mình, mình tăng cường cái bản ngã mình, thì cái đó nên tránh, cái đó là không có nên. Còn cái chuyện mà mình quỳ mình lạy, làm gì có cái chuyện mà lạy giùm người ta, nhớ giùm nha, cơm ai ăn nấy no nha, nghiệp ai tu nấy hưởng. Nhắc quý vị cái này nha, quý vị cúng cái tượng Phật làm ơn, quý vị đừng nghĩ tượng Phật này tôi cúng, nói thiệt, nói thiệt, nói nên nói này nó quý vị nghe quý vị thấy lạ, nhưng mà thật chất á, quý vị được có quý vị cúng tượng Phật xong quý vị quên đi là tôi là thí chủ cái tượng Phật này, làm ơn tốt cho quý vị. Là tại sao ạ? Một cái tượng, một kim thân Phật á, khi mà được chư tăng chú nguyện rồi đó, đi mang bút ta rồi bằng cái thẩm mỹ thì á, quý vị đã không còn sở hữu cái tượng Phật. Đừng có nghĩ rằng tôi cúng tượng Phật cái dụng khác, nó thiệt. Tại vì quý vị biết á, giống như xá lợi đó. Xá lợi của tôi, đừng, không có ai là chủ nhân của xá lợi cả, quý vị đừng có nghĩ rằng mình mua cái xá lợi đó hay là xá lợi đó mình thờ là của mình, không có của ai cả. Đơn giản đó, quý vị nghĩ đi, ai đủ bằng cấp sở hữu tượng Phật là chủ nhân của tượng Phật hay là xá lợi hay là pháp, nó là vô chủ, đó là vô chủ. Mình bỏ tiền ra mình xây thiệt, mình mua mình đúc, nhưng không phải của mình nữa nha, nhớ một điều nha. Cho nên quý vị đúc gắn tên gắn gì đó là chuyện của quý vị, nhưng mà đó đừng có nghĩ, đừng có bao giờ chấp cái tượng này là tôi cúng, rồi so sánh cái tượng của mình ít tiền hơn cái tượng bà kia, nó khổ lắm nha. Thì còn á, lại dùm gì mà lại dùm mình, lại mình có bước lại dùm gì,